Sự trì hoãn hay chần chừ, procrastination, là một trong những điểm yếu lớn nhất và phổ biến nhất của rất nhiều người. Một trong những lý do mà khiến cho nhiều người không thể vượt qua được chính mình để chiến thắng cái sự trì hoãn, đó là do chúng ta có thể nghĩ ra được rất nhiều lý do cho cái sự chần chừ đó. Và hôm nay tôi sẽ nói với bạn 8 lý do lớn nhất của sự trì hoãn mà bạn buộc phải vượt qua. Lý do thứ nhất, bạn là một người cầu toàn. Nào, nếu như bạn là người luôn mong muốn mọi việc mình làm đều có kết quả hoàn thiện và hoàn hảo, bạn muốn mọi thứ diễn ra một cách trôi chảy và không có bất cứ một sai lầm hay một lỗi lầm nhỏ nào cả. Bạn có cái suy nghĩ đó thì bởi bạn là một người luôn hướng tới cái sự hoàn hảo, một người luôn cầu toàn trong công việc. Chính vì vậy, rất dễ để cho bạn chần chừ khi phải làm một việc gì đó nếu như bạn có thể cảm thấy mình sẽ mắc lỗi hoặc là làm lộ ra cái điểm yếu của mình. Cái nỗi sợ hãi này là có thật và rất phổ biến. Và đó là lý do vì sao mà rất nhiều người trì hoãn những cái việc trọng đại của mình sang những ngày tiếp theo cho tới khi họ bị dồn vào bước đường cùng. Nếu như bạn cảm thấy mình là một người cầu toàn và vì thế mà mọi việc của bạn bị dồn ứ lại thì cần phải thay đổi lại cái tư duy của mình rằng có những thứ không cần phải quá hoàn hảo. Lý do thứ hai, bạn lo sợ về những điều ngoài dự đoán có thể xảy tới. Nào, hãy thử nghĩ xem ạ, có bao giờ bạn rơi vào cái hoàn cảnh như thế này hay chưa? Bạn nhìn thấy một khối u nhỏ ở trên tay hay là một phần nào đó trên cơ thể và bạn bắt đầu lo lắng, suy nghĩ và tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Bạn bắt đầu nghĩ rằng và sợ là bạn có thể mắc ung thư và bạn từ chối, sợ hãi phải đi khám bác sĩ để kiểm tra. Bạn lặng lẽ hy vọng rằng nó sẽ tự động biến mất và không có điều gì sẽ xảy ra cả. Nghe có vẻ rất quen thuộc có phải không ạ? Đó là bởi đôi khi chúng ta chần chừ hành động vì chúng ta sợ cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sau cái hành động đó. Trên thực tế thì nếu như bạn lảng tránh phải giải quyết việc gì đó thì thường sau một quãng thời gian, cái hậu quả của việc không thực hiện còn lớn hơn nhiều và vượt qua ngoài tầm kiểm soát của bạn. Chính vì vậy mà các bác sĩ luôn đưa tới cái lời khuyên rằng bạn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để tránh trường hợp phát hiện ra vấn đề khi quá muộn. Nào, một cái bài học ở đây đó là kiến thức là sức mạnh. Ngay cả khi bạn phải nhận cái tin xấu đó thì nếu như bạn có thể biết cái tin đó càng sớm càng tốt thì bạn sẽ có nhiều khả năng, nhiều cơ hội vượt qua được tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lý do thứ ba, bạn tự hứa sẽ hoàn thành công việc vào một lát nữa hoặc là ngày mai. Nào, để mai tính là một câu nói rất phổ biến và thậm chí còn được dựng thành phim, có phải không ạ? Và khi bạn nói một lát nữa sẽ làm, thì đó có thể là một vài giờ nữa, hoặc một vài ngày nữa, hoặc là một lúc nào đó bạn có thời gian. Chắc hẳn là bạn cũng rất quen với câu nói này, có phải không ạ? Cái điều đáng tiếc ở đây đó là khi bạn nói tới ngày mai hoặc là lát nữa thì những gì bạn tưởng tượng ra về cái thời điểm trong tương lai đó lại hoàn toàn trái ngược so với cái thực tế của bạn khi bạn thực sự ở vào cái thời điểm đó. Ví dụ, bạn tự nói với mình rằng giờ đang bận việc khác để mai rảnh sẽ làm. Và bạn nghĩ ngày mai bạn sẽ rảnh. Nhưng thực tế thì khi ngày mai tới, bạn sẽ lại như ngày hôm nay, bạn sẽ không thể tìm kiếm được chút thời gian rảnh rỗi nào cho cái việc cần phải làm đó và tiếp tục lặp lại cái câu nói để mai tính. Tư duy của con người chúng ta có một đặc điểm, đó là chúng ta thường ưu tiên đưa ra quyết định thực hiện cho những việc có ảnh hưởng trong ngắn hạn hoặc là ngay lập tức hơn là làm những việc có cái ảnh hưởng trong dài hạn. Ví dụ, bạn chưa tới cái thời hạn phải nộp báo cáo thì cái bản báo cáo đó chưa ảnh hưởng gì tới bạn tại thời điểm hiện tại. Chính vì vậy bạn quyết định gác nó sang một bên để làm việc khác cho tới khi bạn nhận ra rằng chỉ còn 2 tiếng nữa là phải nộp báo cáo và lúc đó bạn mới lo lắng cuống cuồng bắt tay vào thực sự làm cái báo cáo. Điều này chúng ta cũng có thể thấy rất rõ ở sinh viên học sinh phải không ạ? Luôn làm bài tập và bài kiểm tra và phút chót. Hầu hết thì mọi người đều dành quá nhiều thời gian vào việc lo lắng cho những vấn đề của hiện tại và không dành đủ thời gian để nghĩ tới những chuyện có thể xảy tới trong tương lai nếu như họ không hành động từ bây giờ. Chính vì thế, hãy cân nhắc về điều này và suy nghĩ xem bạn cần phải làm việc gì trước. Lý do thứ tư, bạn tập trung vào những việc dễ dàng hơn. Nào, lý do này thì rất dễ để nhận ra nhưng cũng rất dễ để mắc phải. Chúng ta luôn có một cái hệ thống lọc với nhiều tiêu chuẩn khác nhau để lựa chọn xem nên làm việc gì trước và nên làm việc gì sau. Và thường thì chúng ta sẽ làm những việc nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Ví dụ như là đầu giờ khi mới tới văn phòng phải không ạ? Thì hầu hết mọi người đều là check email, tổng hợp hóa đơn để gửi cho kế toán hoặc là nói chuyện với đồng nghiệp về một vấn đề nho nhỏ nào đó. Thay vì là ngay lập tức lao vào làm chuẩn bị những bảng báo cáo, bảng phân tích tài chính chẳng hạn hoặc chuẩn bị slide thuyết trình cho buổi họp sắp tới vân vân. Có một điều đó là những cái việc dễ làm hơn đó cũng vẫn cho chúng ta cái cảm giác bận rộn và người ngoài nhìn vào thì cũng cảm thấy chúng ta thực sự đang bận rộn.
và chúng ta lại cũng tự cảm thấy là mình đang hoàn thành được rất nhiều công việc. Thực ra thì đó chỉ là một hình thức trá hình của cái sự trì trệ. Những nhiệm vụ nhỏ, dễ làm thường mang lại cho chúng ta cái cảm giác hoàn thành công việc được nhiều hơn và nhanh chóng hơn. Chính vì vậy mà những việc phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn thì thường khó để bắt đầu. Nào, bộ não của chúng ta thì sản sinh ra một loại hormone để gọi là dopamine, tạo ra cái cảm giác hưng phấn khi hoàn thành một việc gì đó dù là nhỏ nhất. Chính điều này đã làm cho con người chúng ta bị cuốn hút vào cái guồng máy phải tạo ra dopamine một cách nhanh chóng như những con nghiện và tránh né khỏi những cái thứ phải tốn nhiều công sức, nhiều năng lượng, nhiều thời gian mới tạo ra được cái sự hưng phấn tương tự cho bộ não. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta thường chần chừ khi làm những việc phức tạp hơn. Lý do thứ 5, bạn không có đủ động lực để làm việc. Nào, đã bao giờ bạn cảm thấy rằng cuộc sống này luôn có những chuyện xảy ra không theo ý muốn của bản thân bạn, không có động lực để làm việc gì cả? Tôi chắc chắn rằng nhiều bạn cũng có cái suy nghĩ đó. Có nhiều nguyên nhân của việc bạn không có đủ động lực để làm việc. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi, bị căng thẳng, stress. Hoặc là bạn phải hoàn thành những việc ngoài những cái việc bạn muốn làm. Hoặc là có những việc đột xuất xảy ra trong ngày bạn buộc phải làm. Hay là bạn thiếu tự tin, bạn không có ý tưởng mới. Hoặc là đơn giản, bạn không biết cái việc mình làm có ý nghĩa như thế nào đối với mình, v.v. Bạn hãy tin rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy những cái điều đó. Lý do chính mà con người chúng ta thường cảm thấy thiếu đi động lực đó là bởi vì chúng ta không tìm được cái giá trị của mình khi hoàn thành những việc bạn muốn làm. Chính vì thế, cái bài học ở đây đó là hãy tìm cách để kết nối cái nhiệm vụ bạn cần phải làm với những việc mà bạn có hứng thú hoặc phù hợp với mục tiêu, mục đích trong dài hạn của bạn. Thì như vậy bạn sẽ có thêm động lực để thực hiện. Tôi lấy ví dụ, cái việc làm video để phát cho bạn mỗi ngày vào 7 giờ sáng như thế này cũng mất rất nhiều thời gian, công sức và đôi khi tôi cảm thấy thực sự là mệt mỏi. Tuy nhiên, để có động lực làm việc tiếp tục ra nhiều video nữa cho bạn thì tôi dùng cái cách đó là hàng ngày tôi lên Facebook, tôi lên YouTube đọc comment của bạn và tôi cảm thấy được những cái tình cảm, những cái sự chia sẻ chân thành của bạn qua những cái lời comment đó và nó tạo ra cái động lực khiến cho tôi gắn cái việc mình cố gắng nỗ lực làm thêm nhiều video để nhận thêm những cái lời comment, những cái lời động viên tương tự như vậy thì đó chính là cái nguồn động lực được tạo ra liên tục giúp tôi duy trì được công việc mà thực sự mất rất nhiều thời gian và công sức này. Lý do thứ 6, bạn không biết bắt đầu phải làm việc từ đâu. Nào, bạn thường cảm thấy chần chừ khi phải đương đầu với những nhiệm vụ phức tạp, khó làm hoặc là tốn nhiều thời gian, có phải không ạ? Đó là bởi vì bạn không biết nên bắt đầu làm từ đâu, làm bằng cách nào, làm sao cho đúng. Và vì thế, bạn không thể bắt tay vào, thực hiện và trì hoãn cho tới cái lúc nào đó bạn không còn có thể trì hoãn được nữa. Đôi lúc đó là do bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi những cái nhiệm vụ quá phức tạp, quá rắc rối và bạn cảm thấy mình không thể hoàn thành. Cái cách tốt nhất để vượt qua cái sự trì trệ trong cái tình huống này đó là bạn cần phải chia nhỏ những cái nhiệm vụ phức tạp thành nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ hoàn thành hơn và bắt đầu thực hiện từng việc nhỏ đó một và cứ thế bạn sẽ hoàn thành từng bước cho tới khi thực hiện xong nhiệm vụ lớn và phức tạp mà bạn cần phải thực hiện. Lý do thứ 7, bạn thường xuyên bị mất tập trung. Nào, trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển như ngày nay thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những thứ dễ gây mất tập trung như là email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn Facebook, Zalo, TikTok v.v. Rồi thì họp hành, thậm chí là những cái việc đơn giản bạn lặt vặt bạn phải làm hàng ngày trong nhà chẳng hạn. Có rất nhiều thứ dễ gây cho bạn mất tập trung vào cái công việc chính bạn cần phải làm. Một cái giải pháp đơn giản nhất ở đây đó là hãy thiết lập cho mình một không gian làm việc mà có thể giảm thiểu tối đa những cám dỗ dễ gây mất tập trung như vậy. Tôi lấy ví dụ, nếu như bạn phải làm việc trên máy tính và bạn cảm thấy dễ mất tập trung vì những cái phần mềm thường xuyên có cái tin nhắn thì nó rất đơn giản. Bạn có thể bạn xóa tất cả những phần mềm, những ứng dụng, những trang web khiến cho bạn thường mất nhiều thời gian vào đó. Hay thậm chí là giống như tôi, đôi lúc tôi ngắt kết nối internet, tháo pin điện thoại, đeo tai nghe chống ồn hoặc là treo một cái biển, tấm biển ở trên ngoài cửa, đó là không làm phiền. Như thế thì bạn sẽ tạo ra một không gian riêng dành cho mình mà không bị làm phiền. Hoặc là một cách khác, ví dụ như đối với bản thân của tôi chẳng hạn, khi mà tôi cần phải có cái sự sáng tạo, suy nghĩ ra những nội dung mới, những content mới để gửi tới bạn hàng ngày thì tôi cần có một không gian thực sự yên tĩnh và không có bất kỳ một cái sự gây nhiễu nào xung quanh. Và như thế tôi đã xây dựng cho mình một khu làm việc riêng chỉ dành cho việc sáng tạo đó, bao gồm có một cái bàn, một cây bút và một cuốn sổ. Và tôi để ra ngoài tất cả máy tính, điện thoại, đóng cửa phòng, treo biển tránh làm phiền. Khi đó thì tôi hoàn toàn có thể tập trung và suy nghĩ ra những cái nội dung mới, những ý tưởng mới để chia sẻ với bạn qua những video hàng ngày như thế này. Và lý do sau cùng, bạn không có đủ thời gian. Đây là một lời biện bạch khá phổ biến cho cái sự trì trệ.
bạn lên kế hoạch cho một nhiệm vụ nào đó. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ khác xảy ra trong cuộc sống của mình và bạn phải giải quyết trước, dẫn tới việc bạn không còn đủ thời gian để làm cái nhiệm vụ cần thiết kia. Vì vậy, bạn quyết định tự gia hạn cho mình thêm thời gian và hoàn thành vào một dịp khác để mai tính. Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, điều chỉnh lại cái cách bạn lên kế hoạch và đặt thời hạn cho nhiệm vụ của mình. Bạn có thể thay vì đặt cho mình một mục tiêu hoàn thành trong một tuần chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như vậy, thì hãy đặt mục tiêu dành 1 tiếng mỗi ngày để làm cái công việc đó. Như vậy thì bạn sẽ sắp xếp được cái thời gian, cái quỹ thời gian của mình trong ngày và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà bạn đã đặt ra. Và cách thứ hai, giả sử bạn còn ít thời gian thật thì tôi khuyên bạn vẫn cứ cố gắng hoàn thành nhiều nhất có thể cái nhiệm vụ đó. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là khi bạn làm được một chút gì đó thì bạn sẽ có cảm giác hoàn thành cái công việc của mình và sẽ có thêm động lực để cố gắng tiếp tục hoàn thất cho dù bạn phải gia hạn thêm cái thời hạn cho công việc đó. Thay vì là bạn quyết định lùi lại toàn bộ cái quá trình thực hiện cái công việc của mình sang một dịp khác. Như vậy là chúng ta đã nói về 8 lý do chính gây ra cái sự trì trệ và chậm trễ của con người. Đây là kẻ thù số 1 đối với bất kỳ ai muốn vươn tới thành công. Tất nhiên là rất khó để có thể ngay lập tức thay đổi được vấn đề này của bản thân mình. Nó cần có thời gian, có sự tập trung và nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, cái điều đầu tiên tôi muốn bạn làm đó là hãy nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu trong 8 cái lý do mà tôi vừa nói với bạn và tìm cách giải quyết vấn đề đó. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.